À, xin chào các em anh là bác sĩ quang chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ em này em hỏi em này sinh viên năm ba định hướng đi gia liễu có nên thi nội chú không hay học sau đại học nhanh hơn thì cái này anh đã trả lời rồi một những cái video khác anh trả lời rất là nhiều rồi nội chú là con đường ngắn nhất thành công nhất và khó khăn nhất vậy thôi có nhiều chứng chỉ phải học mà em không biết là trong nội chú có đào tạo chứng chỉ đó hay chưa chứng chỉ nhiều chứng chỉ là chứng chỉ nào Bây giờ em muốn coi cái chương trình nội chú thì em phải vào cái website của cái trường á, cái trường của mình định thi á. Mình coi coi cái chương trình đào tạo nội chú của cái chuyên khoa đó có cái gì thì nó sẽ trả lời được câu hỏi này. Năm em tốt nghiệp là phải kiếm hai chứng chỉ hành nghề đa khoa và chuyên khoa. Vậy nếu em không đậu nội chú thì em phải xin vào bệnh viện đa khoa hay bệnh viện gia liễu làm trước bây giờ các em tốt nghiệp bác sĩ đa khoa ra thì chắc chắn các em phải đi không thi nội chú thì chắc chắn phải đi thực hành 12 tháng để lấy cái chứng chỉ hành nghề với chứng chỉ hành nghề đó thì là đa khoa hay là chứng chỉ hành nghề y khoa thì cái tùy theo cái tên thôi mà nó không phải là chứng chỉ hành nghề nữa mà nó là giấy phép hành nghề nói chung đó là một cái giấy phép cơ bản đi suy nghĩ vậy đi một cái giấy phép cơ bản y khoa cơ bản rồi sau này các em muốn làm chuyên khoa thì phải học lên chuyên khoa thì sẽ có giấy phép hành nghề chuyên khoa bây giờ tốt nghiệp 6 năm đi thực hành 12 tháng thì sẽ có giấy phép hành nghề đa khoa hoặc y khoa tùy ha anh không biết chính xác cái tên là gì mà cái tên gì cũng không quan trọng rồi sau đó các em muốn học lên chuyên khoa nào thì các em phải xin vào cái khoa đó em làm để có thâm niên 12 tháng rồi mới đi thi chuyên khoa một được đó là cái quy trình nó là như vậy rồi thì sau khi học chuyên khoa một hai năm thì sẽ xin bổ sung phạm vi hoạt động hay là bổ sung giấy phép hành nghề chuyên khoa vậy đó